Xin chào các bạn, mình là Minh, là admin của Hội VinFast Bình Dương. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm và sử dụng cái bản đồ trên chiếc LEDA 2.0. Tại vì trước giờ mình thấy nhiều bạn phàn nàn là cái bản đồ này không sử dụng được cái gì hết, ngoài việc nghe nhạc qua Bluetooth hoặc là xem phim, ca nhạc, hình, video qua USB. Mình cũng mới tìm tòi ra đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng, tìm kiếm trên cái bản đồ của chiếc xe LEDA 2.0 này nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua camera đây trước. Đây, chiếc xe mình đang dừng nha. Thì nó cũng bình thường thôi, thì những cái giao diện này thì mọi người chắc ai cũng biết rồi. Vào cái phần dẫn đường này nè, ai cũng biết hết rồi nè. Bây giờ mình đó, những có cái tìm kiếm này, những danh mục này, những cái này thì đó, rồi vào đây. Nói chung là vào đây xong rồi mình tìm kiếm nó cũng không ra đâu, nó báo lỗi là không tìm thấy. Riêng cái phần ưa thích này nè thì mình có thể chọn được nha các bạn. Đây, ví dụ như phần ngôi nhà này là home này, thì mình đang đậu xe ở nhà mình này, đó. Ở đây là trung tâm thị trấn ở nhà của mình, thì mình nhấn home, thì mình chọn cái vị trí này nhà của mình để lưu lại. Còn đây, vị trí này là, đây có cái cọc táp này, là giống như là địa điểm cơ quan á. Đây, thì đây là công ty của mình này, kế bên đường tạo lực 1 này. Đó, thì mình chạy tới công ty xong rồi mình nhấn vào đây, mình lưu lại cái vị trí này lại, đó, mình lưu hai cái vị trí quan trọng lại. Sau này mình có đi đâu lạc á, thì mình cứ vào đây mình nhích lít vào đây hoặc là lít vào đây là mình xong rồi tới đây. Đó là nó sẽ tới công ty của mình thôi. Nó chạy tới công ty của mình luôn hoặc là chạy về nhà mình luôn. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm kiếm, thì chắc chắn là tìm kiếm không có được rồi. Bất kể tìm kiếm cái gì nha các bạn. Thì bây giờ mình giả sử như bây giờ mình muốn đi tới bến tàu để ra Phú Quốc đây. Này, hiện tại bây giờ là mình đang ở thị trấn Phước Vĩnh nè. Đây là nhà của mình nha. Bây giờ mình muốn đi Phú Quốc thì mình phải tới Hà Tiên. Tới Hà Tiên thì đây. Làm sao để mình tới Hà Tiên? Đấy, tới Hà Tiên bên tàu mình sẽ zoom lại. Zoom lại. Zoom lại. Zoom nữa. Đó, rồi mình kéo lên. Hà Tiên. Đấy, mình thấy Phú Quốc đây nè. Đây, Phú Quốc đây rồi. Đây, Phú Quốc đây nè. Rồi, Hà Tiên. Đó, Hà Tiên cái bên tàu ở đây. Đây. Thành phố Rạch Giá. Đây, nó có cái đường đi ra. Đó, các bạn thấy cái đường màu xanh đi ra đảo không? Đó, ra đảo Phú Quốc. Mình có thể zoom to nó lên. Đó. Đây, đây là cái bên tàu. Đấy, quốc lộ 80 này, thì mình chọn đại tới đây đi. Đó, rồi, tới đây. Rồi, mình sẽ có cái lộ trình từ thị trấn Phước Vĩnh, Bình Dương tới bên phà Hà Tiên để đi Phú Quốc. Rồi, mình chọn lộ trình. Đấy, chọn lộ trình là đi thôi. Rất là đơn giản, đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ mình xem một ví dụ nữa. Mình đi Vũng Tàu chẳng hạn. Đi Vũng Tàu thì mình cũng zoom lại. Đó, zoom lại. Zoom lại. Đây, Vũng Tàu đây. Đó, bung ra. Bung ra. Bung ra nữa. Đó. Bung ra nữa. Đó. Vũng Tàu đây thôi, đơn giản. Đó, ví dụ như bây giờ mình tới đường ven biển nè. Đó. Ví dụ như giờ mình đường 3 tháng 2 nè. Đó, ví dụ như giờ mình ra đây luôn đi. Đây, ngay vòng xoay ra đây. Mình tới đây đi. Tới đây xong rồi là tới biển rồi. Thì mình sẽ tùy cơ ứng biến ra tới đây rồi chắc chắn mình sẽ tìm ra biển thôi. Rồi
tới đây. Đó, rồi bây giờ nó sẽ có cái chỉ dẫn lộ trình đi ra Vũng Tàu. Đó, đơn giản vậy thôi. Khi mà ra Vũng Tàu rồi á, thì mình sẽ tìm vào cái mục là đây. Đã tới đó rồi thì mình muốn đi tới những cái điểm mà gần đó thì mình sẽ vào mục tìm kiếm. Đó, vào cái xung quanh. Đó. Đó, thích cái gì trong này thì có hết nè, giải trí nè, đó, có trong này hết. Tới đây để mình tìm trực tiếp vô luôn thì nó sẽ dễ hơn. Rồi. Như vậy nhé các bạn. Mình sẽ quay lại cái màn hình. Đó.